chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình của khu 7. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các đồng chí những nội dung chính sau. Hội cựu chiến binh tỉnh Bình Dương, nhiều khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2022-2027. Quân khu 7 rút kinh nghiệm xây dựng công trình quốc phòng giai đoạn 2020-2022. Bệnh viện quân y 7B khám bệnh tặng quà cho người dân xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Bộ đội công binh huấn luyện vượt sông. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Hội cựu chiến binh tỉnh Bình Dương tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2027. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh tỉnh Bình Dương đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ đảng, chính quyền, xây dựng tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đạt kết quả tốt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, số hộ khá và giàu tăng lên so với nhiệm kỳ trước. Toàn tỉnh có gần 700 đơn vị sản xuất kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hơn 5.800 lao động, xây dựng mới và sửa chữa 64 căn nhà nghĩa tình đồng đội với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng tặng hội viên có khó khăn về nhà ở. Cán bộ hội viên đã hiến hơn 19.500 mét vuông đất để làm đường, đóng góp hơn 1 tỷ 500 triệu đồng và trên 25.000 công lao động trong chương trình xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị. Với chủ đề trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, trong nhiệm kỳ tới, Hội cựu chiến binh tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá nhằm chăm lo giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tương trợ giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu. Thực hiện có hiệu quả hai chương trình trọng điểm của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với chương trình giảm nghèo bền vững và phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 21 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Chủ tịch Hội cựu chiến binh khóa 6, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Bình Dương khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị công bố trao quyết định về công tác cán bộ năm 2022. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan quân khu và Thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn quân khu. Tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Đình Trung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc nghỉ hưu đối với 9 đồng chí, điều động bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức, thăng quân hàm đối với 15 đồng chí và công bố quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về việc bổ nhiệm chức vụ, giao nhiệm vụ đối với 8 đồng chí. Phát biểu buổi lễ, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chúc mừng các đồng chí nhận quyết định, đồng thời ghi nhận trân trọng những kết quả, quá trình cống hiến, phục vụ công tác của các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu. Trong thời gian tại ngũ, trên mọi chức trách nhiệm vụ, các đồng chí luôn nỗ lực cố gắng, phấn đấu hết mình, đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần cùng lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mong muốn khi trở về với gia đình địa phương, các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, cũng như phát huy phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ, tình đồng chí đồng đội, mối liên hệ giữa các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu. Đối với các đồng chí trên cương vị mới, trách nhiệm mới, cần tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, không ngừng học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ trên từng cương vị công tác và phát huy mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong đơn vị, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với sự tin tưởng của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu trong thời gian tới. Quân khu 7 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng công trình quốc phòng giai đoạn 2020-2022. Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị. Giai đoạn 2020-2022, quân khu đã tổ chức khảo sát lập dự án đầu tư 25 công trình và 27 chốt dân quân biên giới từ nguồn vốn ngân sách quốc phòng
và ngân sách địa phương. Cho đến nay đã triển khai thi công 17 công trình và 46 chốt dân quân biên giới trên địa bàn 3 tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Qua đánh giá, các địa phương đơn vị triển khai nghiêm túc kế hoạch xây dựng công trình đúng theo chỉ thị của Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ xây dựng công trình hàng năm, kịp thời rà soát hoàn chỉnh công tác quy hoạch tổng thể xây dựng hệ thống công trình quốc phòng giai đoạn 2020-2022 và những năm tiếp theo. Đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục huy động ngân sách địa phương để xây dựng công trình cho khu vực phòng thủ. Tại hội nghị, quân khu đã tặng bằng khen cho 9 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng công trình giai đoạn 2020-2022. Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Bulgaria do Đại tá Nikolai Kostadin Ivanov, Cục trưởng Cục Hệ thống dẫn đường và hỗ trợ kỹ thuật cho các hệ thống thông tin liên lạc và dẫn đường cho Không quân Bộ Tư lệnh Không quân Bulgaria làm trưởng đoàn, đến thăm chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Thiếu tướng Đặng Văn Lẩm, Phó Tư lệnh Quân khu và Thủ trưởng các cơ quan quân khu tiếp đoàn. Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Đặng Văn Lẩm chúc chuyến công tác của đoàn tại Việt Nam thành công tốt đẹp. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu khẳng định chặng đường 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Bulgaria được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước duy trì, gìn giữ, vun đắp và không ngừng phát triển. Chuyến thăm lần này của đoàn diễn ra trong không khí quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Bulgaria ngày càng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh. Quan hệ quốc phòng giữa hai nước cũng ngày càng thắt chặt hơn qua bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng vào năm 2015. Trong đại dịch COVID-19, Bulgaria đã tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Bulgaria ứng phó dịch bệnh. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu mong muốn qua chuyến tham quan nghỉ dưỡng lần này của đoàn sẽ hiểu nhiều hơn về đất nước con người Việt Nam, góp phần tích cực trong quan hệ hợp tác của hai nước, đặc biệt trong quan hệ quốc phòng giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Bulgaria ngày càng phát triển. Đại tá Nikolai Kostadin Ivanov trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Mong rằng thời gian tới, hợp tác quốc phòng giữa hai nước cũng như tình đoàn kết hữu nghị giữa Quân đội Bulgaria và Quân khu 7 sẽ ngày càng phát triển. Dạ, xin mời ạ. Tại nhà văn hóa các dân tộc xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Quân y 7B, Cục Hậu cần Quân khu 7 tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà, cắt tóc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn. Có mặt từ sớm, ông Trần Xuân Thanh, thương binh ngụ tại ấp 1 xã Tà Lài, là người đầu tiên được các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 7B khám bệnh, tư vấn sức khỏe với căn bệnh cao huyết áp cùng những cơn đau dai dẳng nhiều năm do các vết thương chiến tranh để lại. Trước đây, chúng tôi cũng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bệnh viện 7B đã về giúp đỡ xã Tà Lài nhiều lần. Chúng tôi rất cảm kích và qua lần này thì chúng tôi mỗi năm mỗi tuổi cao đi và những người nghèo, người dân tộc thì cũng hết sức cảm ơn sự quan tâm của bệnh viện và quân khu 7. Trong hoạt động lần này, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Quân y 7B đã khám tư vấn sức khỏe cho 300 người dân là đồng bào dân tộc Stiêng, Châu Mạ với những bệnh lý thường gặp như viêm xoang, đau nhức xương khớp, dạ dày, huyết áp và cấp thuốc miễn phí, trao tặng các phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho người dân với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, Bệnh viện Quân y 7B cũng đã đến thăm tặng quà cho 10 gia đình chính sách có công với cách mạng trên địa bàn xã. Tôi thấy cái khám bệnh này là rất là cái hiệu quả và cái công tác của đoàn thì rất là tử tế. Cách khám bệnh giúp đỡ cho bà con, dạy cả bản thân tôi cũng thế, là thấy đoàn khám bệnh của 7B của quân đội ấy, thấy là rất là đối với đồng bào dân tộc Sa Tiên và Châu Mại chúng tôi ở ấp 4 xã Tà Lài thì là quá tốt. Thì đây không phải lần đầu tiên mà bệnh viện thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho các đồng bào khó khăn ở các tỉnh ở phía Nam. Và nhiệm vụ này nó được thực hiện thường xuyên theo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần. Trong thời gian tới thì bệnh viện sẽ tiếp tục khám chữa bệnh cho cái
những nơi mà đồng bào có hoàn cảnh khó khăn để tăng thêm tình đoàn kết quân dân và tô thắm thêm cái tình đoàn kết quân dân. Với việc làm ý nghĩa và thiết thực của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 7B, không chỉ giúp người dân đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện thăm khám bệnh tại địa phương, mà còn góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương đảm bảo công tác an sinh xã hội, chung tay vì cộng đồng, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thực hiện hiệu quả chủ trương gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào tôn giáo và các dân tộc thiểu số của quân khu. Đảng ủy quân sự tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thiếu tướng Đặng Văn Lẩm, Ủy viên Đảng ủy quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự hội nghị. Trong 10 năm qua, Đảng ủy quân sự tỉnh Bình Phước đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả toàn diện, trong đó kết quả lớn nhất là tình hình trên địa bàn tỉnh ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững, kinh tế xã hội phát triển, đời sống cán bộ chiến sĩ và nhân dân được cải thiện, nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và khu vực phòng thủ trên địa bàn được củng cố và tăng cường, chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh có bước phát triển toàn diện, công tác phối hợp giữa các lực lượng đảm bảo tốt, nhịp nhàng, chặt chẽ. Thiếu tướng Đặng Văn Lẩm đề nghị Đảng ủy quân sự tỉnh phát huy tốt kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, kịp thời khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác vận động quần chúng, nhất là nơi có đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, chủ động nắm tình hình, kịp thời thông tin tuyên truyền, định hướng nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc kích động của các thế lực thù địch phản động, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị với quân đội Hoàng gia và nhân dân Campuchia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển. Trung đoàn 174 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh giao nhiệm vụ tiếp nhận quản lý huấn luyện hai đại đội dân quân thường trực luân phiên huấn luyện tập trung. Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ, đơn vị quán triệt đến cán bộ giáo viên làm tốt mọi công tác phục vụ huấn luyện đảm bảo đúng quy định. Trên thao trường Trung đoàn 174, đơn vị tập trung huấn luyện nâng cao các nội dung của lực lượng dân quân thường trực như luyện tập võ 35 thế liên quyền, luyện tập điều lệnh đội ngũ. Đây là những nội dung đơn vị chú trọng huấn luyện thuần thục cho các chiến sĩ dân quân phù hợp với tình hình thực tế. Điểm mới năm nay khác với mọi năm là ngoài những cái kế hoạch huấn luyện mà được Bộ Chỉ huy quân sự phê duyệt thì đơn vị tổ chức thêm là huấn luyện điều lệnh đội ngũ ngoài giờ như động tác đi đều đứng lại đổi chân trong đi và đi đều chuyển thành đi nghiêm nhìn bên phải hoặc nhìn bên trái chào và tôi chào để vận dụng vào trong quá trình duyệt đội ngũ chào cờ tại đơn vị cũng như thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị sau này. Để đảm bảo các nội dung huấn luyện, đơn vị thực hiện phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện sát với tình hình địa phương. Đơn vị chủ động bồi dưỡng cán bộ trung đội về tổ chức, phương pháp quản lý và duy trì ôn luyện, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Tôi được biên chế vào lực lượng dân quân thường trực của tỉnh. Trong đợt này, tập trung huấn luyện đã học được, hỏi được nhiều nội dung, hiểu rõ hơn về truyền thống của lực lượng dân quân tỉnh, hiểu rõ về âm mưu, thủ đoạn, chống phá cách mạng Việt Nam của kẻ thù, các động tác, điều lệnh đội ngũ, hiểu biết sâu hơn về vũ khí, trang bị và các công cụ hỗ trợ, nâng cao thể lực, thực hiện thuần thục các phương án chiến đấu theo đội hình, chiến thuật, hiểu rõ về chế độ, tiêu chuẩn của lực lượng dân quân tự vệ. Xác định mô hình dân quân thường trực luân phiên huấn luyện tập trung là một trong những nội dung cơ bản quan trọng, trực tiếp nâng cao trình độ kỹ chiến thuật của lực lượng dân quân thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân thường trực, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lữ
đoàn 25 quân khu 7 có nhiệm vụ bảo đảm công binh cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các công trình quốc phòng, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, ra phá bom mìn. Trong thực hành diễn tập hàng năm, lữ đoàn có nhiệm vụ bảo đảm vượt sông cho các đơn vị binh khí kỹ thuật hạng nặng như xe tăng thiết giáp, pháo binh hoặc các phương tiện có tổng trọng tải tới 60 tấn. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ lữ đoàn phải thường xuyên luyện tập, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật và sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ. Đoạn sông Đồng Nai nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai là địa điểm rất thuận lợi để cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 4, lữ đoàn 25 tổ chức luyện tập nội chung hạ thủy, lắp ghép, chèo chở binh khí kỹ thuật qua sông. Dưới sự chỉ huy của đại quý Nguyễn Xuân Tùng, đại đội trưởng đại đội 11 cầu phà, các tổ, các bộ phận bước vào luyện tập khẩn trương, nghiêm túc. Hàng thứ nhất, tổ 1. Có nhiệm vụ tác nghiệp phà. Hàng thứ hai, tổ 2. Có nhiệm vụ tác nghiệp tổ bờ. Hàng thứ ba, tổ 3. Có nhiệm vụ lái xe, lái máy. Hàng thứ tư, tổ 4. Có nhiệm vụ thiết bị bến vượt. Quá trình tác nghiệp, các tổ, các số hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Bắt đầu. Sau mệnh lệnh của người chỉ huy, từng tổ nhanh chóng cơ động vào vị trí chuẩn bị luyện tập. Xe chuyên dụng chở các đúc phà BMP tiến hành hạ thủy. Các đúc phà tự động mở trở thành phao nổi chắc chắn. Chiến sĩ công binh nhanh chóng ghép nối từng đúc phà lại với nhau, điều chỉnh khe hở giữa các đúc một cách hợp lý. Mỗi công đoạn lắp ghép chèo lái phà đều tốn nhiều sức lực, trong đó khó và tốn nhiều sức nhất là động tác đóng khóa mặt đáy phà BMP. Để mỗi đúc phà nặng gần 7.000 kg kết liền được với nhau, thì hai chiến sĩ công binh phải ở hai đầu đối diện của mỗi đúc phà. Người đứng, người quỳ, tay chai lên xà beng, hợp sức bẫy cả hai khối kim loại ngàn cân, móc nối vào với nhau. Động tác này nếu không có sức khỏe và không đúng kỹ thuật, dễ dẫn đến mất an toàn, nhẹ là bật văng xuống sông, nặng là chấn thương chai, cột sống. Trong quá trình luyện tập, người chỉ huy ghép phà phải quyết đoán căn chỉnh chính xác từng động tác kỹ thuật của các bộ phận để nối ghép thành công các đốt phà với tổng chiều dài hơn 200m, chiều rộng 8m, bảo đảm vượt sông cho các phương tiện, xe máy, khí tài có tổng trọng tải 60 tấn. Về cái chất lượng buổi tập ngày hôm nay, trên cương vị là chỉ huy đơn vị, thì bản thân tôi thấy cơ bản các đồng chí hạ sĩ quan chiến sĩ mặc dù là năm đầu tiên tham gia huấn luyện chuyên ngành, tuy nhiên là đã nắm chắc được về cái yếu lĩnh động tác, thuần thục được các cái nội dung mà chúng tôi đã huấn luyện và bảo đảm hoàn thành được tốt các cái nhiệm vụ được giao. Huấn luyện vượt sông là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nguy hiểm, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có trình độ kỹ chiến thuật tốt, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ và phải có thể lực tốt mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong quá trình huấn luyện, do đặc thù hoạt động của bộ đội luôn gắn liền với các loại khí tài, phương tiện có trọng tải lớn, quy trình triển khai vận hành phức tạp. Do vậy, lữ đoàn ưu tiên tuyển cho các đồng chí có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thực hiện tốt phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế, thành thạo về kỹ chiến thuật binh chủng và các trang thiết bị mới, lấy chất lượng huấn luyện để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ. Do vậy, chất lượng huấn luyện của lữ đoàn ngày càng được nâng lên, kết quả huấn luyện chuyên ngành công binh hàng năm đều đạt giỏi. Xác định cái nội dung huấn luyện chuyên ngành vượt sông là nội dung trọng tâm để nhằm nâng cao cái sức chiến đấu của đơn vị. Thì đối với tiểu đoàn thì đã phân công tổ chức là tập huấn cho đội ngũ cán bộ, rồi bồi dưỡng cho cán bộ cả cấp, đặc biệt là các đồng chí là mới ra trường để nâng cao khả năng chỉ huy và tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ bảo đảm vượt sông. Ngoài ra thì đối với các đồng chí là chuyên môn kỹ thuật là xe là máy thì chúng tôi cũng tiến hành bồi dưỡng theo cái kế hoạch huấn luyện của chuyên ngành. Trong đó thì các đồng chí lái xe, lái máy có nhiều năm kinh nghiệm, có trình độ tốt sẽ bồi dưỡng kiêm cấp cho các đồng chí là trẻ mới ra trường. Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, phức tạp, nhưng cán bộ chiến sĩ lữ đoàn trên dưới đồng lòng, lập công tập thể, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm truyền thống mở đường thắng lợi của binh chủng công binh anh hùng.
Những tin tức sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Bộ Tham mưu Quân khu 7 giao ban ngành quân lực quý 3 2022. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp khánh thành nhà tại điểm dân cư liền kề đồn trạm biên phòng. Bộ đội hóa học Quân khu 7 luôn sẵn sàng trong mọi nhiệm vụ. Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức hội nghị giao ban ngành quân lực quý 3 năm 2022 nhằm kịp thời giải đáp những kiến nghị của các cơ quan đơn vị và đề ra phương hướng biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong quý 4 2022. Trong quý 3 năm 2022, ngành quân lực quân khu 7 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, đảm bảo quân số thường xuyên theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu đạt 100,6%. Đồng thời tổ chức rà soát, cân đối, thu hồi, cấp bổ sung những trang bị thừa thiếu cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo chặt chẽ. Quý 4 năm 2022, ngành quân lực quân khu tiếp tục thực hiện đề án tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Theo dõi công tác sơ tuyển và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 và tiếp nhận điều động học viên đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật năm 2022 tốt nghiệp ra trường. Đồng thời triển khai các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức kiểm kê trang bị kỹ thuật và báo cáo Bộ Tổng Tham mưu những danh mục trang bị ngoài quy hoạch sử dụng, trang bị cấp 5 cần xử lý. Ngày 7 tháng 10, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức khánh thành bàn giao nhà tại điểm dân cư liền kề đồn biên phòng Bến Phố và trạm biên phòng Vàm Đồn, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng. Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự lễ. Tại lễ khánh thành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Hưng trao quyết định thụ hưởng nhà cho các gia đình. Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương tỉnh Long An, huyện Vĩnh Hưng hỗ trợ kinh phí mua bò giống, tặng nhiều vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày. Chúc mừng cũng như mong muốn bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, định cư lâu dài trên tuyến biên giới. Điểm dân cư đồn biên phòng Bến Phố và trạm biên phòng Dàm Đồn, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, gồm 10 căn nhà cấp 4 được thiết kế theo mẫu của điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Diện tích xây dựng từ 100 đến 140 mét vuông, tường gạch, mái tôn, la phong, nền lát gạch, có một phòng khách, hai phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh. Tổng kinh phí xây dựng hơn 2 tỷ 600 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 100 triệu đồng mỗi căn nhà, hỗ trợ kinh phí đảm bảo điện nước 600 triệu đồng mỗi điểm. Đối tượng thụ hưởng là các hộ gia đình đã định cư lâu dài trên địa bàn, hiện khó khăn về nhà ở. Tại Quân khu 7, Cục Tài chính Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tài chính cho hơn 350 đồng chí cán bộ nhân viên ngành tài chính thuộc các cơ quan đơn vị dự toán cấp 2, 3, 4 trong toàn quân khu và các đơn vị của bộ đóng quân trên địa bàn quân khu. Các đồng chí được tập huấn hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý ngân sách, quản lý lương và tính kinh phí thường xuyên, quản lý vốn đầu tư và lập báo cáo tài chính tổng hợp. Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, điều hành tài chính, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành tài chính quân đội, sử dụng hiệu quả tiết kiệm ngân sách nhà nước, làm cơ sở xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số trong Bộ Quốc phòng. Tuần qua, tại trường bắn Lữ đoàn 26, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì kiểm tra. Nội dung kiểm tra gồm bắn súng ngắn K54 bài 1, 1B theo lứa tuổi đối với sĩ quan và bắn súng tiểu liên AK bài 1, bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày đối với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, vũ khí trang bị, trong quá trình thực hành bắn, 100% quân nhân nắm chắc kỹ thuật, thực hành thuần thục yếu lĩnh, động tác bắn, tâm lý vững vàng, chấp hành tốt quy tắc bảo đảm an toàn và quy định trường bắn. Quá trình kiểm tra diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Kết quả kiểm tra, 75 đồng chí sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan binh sĩ đạt khá, giỏi. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá trình độ bắn súng cũng như kết quả tập luyện của từng cá nhân, qua đó nâng cao kỹ năng, bản lĩnh sử dụng vũ khí quân dụng phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bit Idea tổ chức hội thảo sức khỏe và sắc đẹp với chủ đề Thanh xuân là hạnh phúc.
Tại hội thảo, các đại biểu khách mời tham dự được các bác sĩ chuyên gia về chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ công ty cổ phần thương mại dịch vụ Big Idea tư vấn, giải đáp các thắc mắc xoay quanh các vấn đề về da và phương pháp để có được làn da khỏe, làm rõ vai trò, lợi ích của các sản phẩm tự nhiên đối với việc chăm sóc và cải thiện các vùng da bị tổn thương, hỗ trợ điều trị các vấn đề nám tàn nhang, chia sẻ kiến thức về collagen và các thành phẩm dinh dưỡng quý có trong lụa đỏ, tiến đến ứng dụng trong việc điều trị cho làn da bị tổn thương. Dịp này, ban tổ chức cũng trao những phần quà đặc biệt gồm các sản phẩm hữu hiệu về chăm sóc da mặt cho các đại biểu khách mời tham dự. Là lực lượng nòng cốt khi địch sử dụng vũ khí quỷ diệt lớn, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 38 luôn phát huy tinh thần huấn luyện giỏi, phòng chống tốt, sẵn sàng chiến đấu cao. Trong điều kiện chiến tranh công nghệ, người chiến sĩ phòng hóa vào cuộc không chỉ bằng ý chí, nghị lực mà phải thực sự giỏi về chuyên môn, có khí tài hiện đại để bảo toàn lực lượng và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây là một buổi thực hành huấn luyện nội dung trinh sát tiêu tẩy để khắc phục sự cố quá độc xạ của tiểu đoàn quá học 38. Với tinh thần học tập nghiêm túc, học đi đôi với hành, học mới ôn cũ, các chiến sĩ phòng quá đã nắm vững đặc điểm cấu tạo, sử dụng thành thạo trang thiết bị trên xe trinh sát. Các triệu chứng trúng độc xác định chính xác nồng độ, phạm vi ảnh hưởng của các loại chất độc hóa học để xử lý hiệu quả. Trong giờ huấn luyện, dù là tình huống giả định, nhưng các chiến sĩ phòng quá luôn ý thức như đang thực thi nhiệm vụ, thuần thục trong thao tác và tuyệt đối tuân thủ các quy tắc an toàn. Tận mắt chứng kiến buổi huấn luyện của bộ đội hóa học, chúng tôi hiểu hơn về nhiệm vụ vất vả phải làm việc trong môi trường độc hại và càng thêm khâm phục ý chí của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 38. Ngay từ những buổi đầu huấn luyện, đơn vị đã quán triệt đầy đủ tiến trình biểu huấn luyện, kế hoạch huấn luyện, mệnh lệnh chiến đấu của đơn vị. Từ đó, cấp ủy, chi bộ, ban truy đại đội đã tiến hành xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện chi tiết cho hạ sĩ quan chiến sĩ trong đơn vị. Đặc biệt đối với hạ sĩ quan chiến sĩ mới nhập ngũ năm thứ nhất, đơn vị đã xây dựng đầy đủ với phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, huấn luyện từ thấp đến cao, đặc biệt các nội dung chuyên ngành như môi trường, vũ khí hủy diệt lớn, khí tài đề phòng và kỹ thuật trinh sát và các nội dung chuyên ngành khác. Trong công tác huấn luyện, các đơn vị luôn quán triệt phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, lấy huấn luyện cán bộ là trọng tâm, tập trung cho huấn luyện chuyên sâu chức trách các số, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, xe máy hiện có. Tổ chức huấn luyện đảm bảo đúng đủ nội dung, chất lượng chuyên môn của cán bộ chiến sĩ ngày càng được nâng lên. Chính từ những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện, tiểu đoàn đã tham gia diễn tập khắc phục sự cố quá chất, diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để cán bộ chiến sĩ trong toàn tiểu đoàn thuần thục kỹ chiến thuật cũng như nắm chắc nhiệm vụ, đảng ủy ban chỉ huy tiểu đoàn đã có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong đó tập trung tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, tăng cường rèn luyện thể lực, nâng cao sức bền, khả năng cơ động cao trên các loại địa hình, thời tiết, sử dụng thành thạo trang bị khí tài trong biên chế. Trong thời gian vừa qua, để nâng cao công tác huấn luyện chuyên môn binh chủng và các cái trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, thì tiểu đoàn đã nâng cao cái vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức chỉ huy các cấp và có kế hoạch triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ theo đúng cái chương trình và kế hoạch của cấp trên. Tiểu đoàn xác định là khâu đầu tiên là công tác cán bộ và đặc biệt là công tác bồi dưỡng cán bộ trước khi huấn luyện. Kế thừa và phát huy những thành tích dễ dàng mà bao lớp cán bộ chiến sĩ hóa học quân khu đã xây dựng, ngày nay mỗi cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 38 luôn ra sức phấn đấu học tập rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn binh chủng giỏi, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phòng chống khi địch sử dụng vũ khí quỷ diệt lớn, khắc phục sự cố quá độc xạ sinh học và tham gia bảo vệ môi trường, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này. Quý vị và các đồng chí có thể xem chương trình tại địa chỉ website www.báoquânkhu7.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.